nông chân diều quang linh chiến xa các quan thị bộ nhị là bụng kéo đi đường đường chính chính cơ độ lào nghiệp chỉnh nghề trước sau quốc sử ý Việt Nam chân thị lịch đế vương tê thế chỉ có phạm là thành ngô đình có phạm là thành đánh đầu cái dẹp mắt tu quạnh chiều có lệnh truyền ra các quan thủy bộ sau là đã lên ngôi đôi bên văn võ đủ mọi tài gắng sức nghe tạm qua vang đức vang xa văn thời vang đức vang xa võ thời thảo lược nghe đồng nhất tâm phản trừ thiết định dấu trường dương hàn tiến ai qua đôi lệnh quốc gia khâm sai đôi lệnh quốc gia xăm xăm chỉ nèo đường xa tức thì trên thiên đình dòng bay năm sắc xứ Việt Nam tổ tiên trung linh thiên sai đời lệnh thiên đình quân kéo đi đưa đường chính chính cơ đội hào nghiêm chỉnh trước sau trên bộ đua nhau dưới thuyền trên bộ đua nhau ghé hai nở đuôi lắc đầu thank you.
luân vi truyền văn các quan tàng văn hiệu võ lương ban đông đàn lịch truyền văn võ đuôi hà. Thiên đô vạn cư quan lớn bây giờ người chăm sáng ngạch linh chức là bảo hộ dân tình sau ra từ trong mấy tà thiên vẹn ở khi ra trở thiên biết tay sơ hệ thiên đình
thử chưa ta giác nghe sát thì chưa ta lưỡi thời lấy huyết huyết linh thần phù bàn ngàn tay ấy có dư. Văn sớ sức lên đức đức ngông tàu đôi chép biên rõ sàng về cho đệ tử trường sinh. Chín trăm đạo bùa thách tổ truyền bát cứu đầu độ lấy bình an. Ngự lên đông tử cứu người dương gian cứu đầu độ lấy bình an. Sát thủy trừ tà giáng nguy sát thủy trừ tà lưỡi thời lấy huyền tuyết linh thần phù ba ngàn tay ấy có dư.
loan thanh xa.